Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Và hiện tại thì mình đang vẫn trên cái hành trình đi tìm ra những cái con vật để mình săn và hấp thụ những kỹ năng mạnh hơn, với mong muốn là trả thù cho những người anh em đã hy sinh trong trận chiến với cái con ọt thảm họa kia. Thiệt luôn á, bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy tiếc nuối về sự hy sinh của những người anh em khi đi cùng mình á. Ôi, và dưới này thì mình phát hiện có được một cái magic ọt màu xanh nè. Mình sẽ đào. Yes, lần này thì mình đã đào thành công rồi, không có bị bể. May quá, may quá. Cơ hội này thì mình sẽ gắng đi sâu hơn một xíu, mình kiếm thêm coi. Coi còn cái magic ọt nào ở khúc này không, để mình đào nốt luôn. Không thôi bỏ uổng. Ui, nó dẫn mình tới một cái khe nước luôn nè. Lại có thêm một cái khu mỏ nữa. Sao mình có duyên với khu mỏ bảo hoang lắm nha. Mình đi lên quanh một hồi là lại gặp cái khu mỏ bảo hoang à. Ui, ôi kìa, sao dướng vô các bạn nhân. Nghèo còn mặc cái eo nữa. Rồi, qua đây cái khe nước coi. Khe nước to như vậy mà không có một cái magic orb nào cho mình luôn. Bắn hoài. Mệt lắm rồi đó. Mệt người lắm rồi đó. Mệt người lắm rồi đó nha. Rồi, như vậy thì mình chỉ may mắn lúc đầu thôi, lúc sau thì không may mắn lắm. Thôi thì mình đành chấp nhận thôi. Ủa, rồi giờ đường ra đường nào vậy? Thu xong luôn, đi vô chi? Ai mượn vô? Giờ không biết đường ra rồi nè. À đây đây, mình phát hiện thêm có một cái magic ọt màu xanh nè, nó tệp màu với màu nước luôn. Suýt nữa thì bỏ lỡ. Tính ra đi lạc cũng có cái lợi của nó riêng ha. Mình tìm thêm được một cái magic ọt ngon lành canh đào liền. Mình sẽ lặn qua hướng bên này đi. Bên này mình thấy còn nước nè. Còn nước là còn lặn đó. Ui ui ui. Ai, lặn đi lên thôi. Không ở dưới này nữa. Rồi cái xuồng mình đâu rồi? Kìa, cái xuồng mình đằng kia kìa. Đi lay quay cái trời sáng mất tiêu luôn rồi. Mình gặp cái vùng san hô này là vùng thứ hai rồi đó. Phía bên kia một vùng nữa, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có bấm quay ấy. Qua bên đây thì gặp thêm một vùng nữa nè. Không biết ở vùng san hô thì có những cái con quái vật gì đặc biệt khác nó xuất hiện hay không ta. Ở dưới biển thì mình thấy nguy hiểm nhất vẫn là những cái con cá kiếm thôi. Ở phía xa xa mình thấy nó có một cái cổng địa ngục tàn tích kìa. Được đó nha. Và mình còn biết thêm một cái thông tin nữa, là những cái khối hắc diệm thạch khóc ấy, nó còn có một công thức để mình nâng cấp vũ khí nữa. Để mình coi. Nè, cái này nó có một khối hắc diệm thạch khóc nè. Và trước khi mình đập thì để mình tiêu diệt cái con nhện nhện ở đây cái đã. Nó nguy hiểm lắm. À, ban ngày nó khá là hiền. Ui, không hiền lắm đâu. Không hiền lắm. Nó cũng nguy hiểm đấy. Nhọn đánh với người. Nó khá là trâu đấy. Đợi cho nó hồi phục. Mình có cung mà quên đó ta. Bắn miễn nhiễm với cung. What the. Mấy con vật trong đây hầu hết là nó miễn nhiễm với cung hay sao rồi. Cung mình làm cái cung cho mạnh vô rồi rốt cuộc bắn không được. Rồi luôn. Hiểu luôn. Đầu tư vô cái cung cho xịn. Giờ thì không bắn được con nhện nữa. Nghĩ mà cay nha. Rồi đây có một cây rìu hiệu suất nào mình sẽ lượm để đào cho nó tốt hơn. Khối hắc diệm thạch khóc thì mình sẽ đào luôn. Hy vọng là đừng có rớt xuống nhung nham. Lượm. Hên. Rồi giờ xem công thức nha. Đây, mình sẽ tạo ra được một cái Demon Steel. Rồi từ Demon Steel mình sẽ làm được cái khối này nè. Quên, mình sẽ làm được vũ khí chứ. Rất là nhiều vũ khí khác nhau luôn nha. Người bị chiến đấy. Rồi Demon Steel mình còn nâng lên được nữa. Quá nhiều công thức liên quan luôn. Kiếm 12 sát thương cơ. Đó là lý do mà mình cần phải đào hắc diệm thạch khóc trong tương lai á. Mấy cái khối này chỉ có thể đào thôi hay sao hả? Đấy nó mới khó. Và cái cổng, cái tàn tích cổng địa ngục này không có khói vàng rồi.
hơi nhỏ cho mình. Để không sao, mình sẽ cất những cái magic orb vô trong cái bao tử cho tiết kiệm diện tích. Rồi lên xuồng rồi đi tiếp thôi, tiếp tục hành trình thôi nào. Ừ, với cả là mình sẽ săn thêm những cái con Amosaurus đó, cái con mà cho mình cái kỹ năng tạo ra áo giáp này nè, giáp toàn thân này nè. Mình cần phải farm nó để làm được một cái bộ giáp mà nó không có bị giảm độ bền theo thời gian á, như vậy thì sẽ tốt hơn. Và bên kia mình thấy có con cá kiếm thì mình sẽ né nó ra nha, tốt nhất là đừng có lại gần. Ê, mình gặp được một cái thủy cúng nè. Ồ, hên vậy, gặp được một cái thủy cúng luôn. Vô đây thì chắc mình sẽ hốt được một mớ vàng mang về á. Thủy cúng có kho báu mà. Vô. Lúc trước á, mình có hấp thụ được một kỹ năng cho phép mình giải hiệu ứng. Để bây giờ mình sẽ test thử coi coi kỹ năng đó có thực sự hiệu quả không. Kỹ năng đó nó nằm ở bên đây nè, Magic Jumping. Đó, mình sẽ test thử ha. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng bắn tên nhện. Một xíu mình, nè mình sẽ test thử Magic Jumping. Đấy, lại bỏ hiệu ứng đạo chậm rồi nè. Thấy ảo ma Canada chưa? Quá ngon. Vậy là mình có thể vô đây và lượm kho báu luôn. Lúc trước thì không được đâu, mà bây giờ thì nhờ hấp thụ được kỹ năng Magic Jumping đó mà mình mới có thể đào được vàng thoải mái giống như vậy. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc sử dụng cái kỹ năng đó rồi. Quá là tiện lợi luôn. Rồi, chẳng chơi gì mà không lượm kho báu mang về. Nhưng mà nói gì thì nói thì mình cũng vẫn phải thử tiêu diệt những con này, để coi mình có hấp thụ được kỹ năng gì không. Chạy đi đâu. Mấy con giám hộ này, giám hộ nè. Ui, né né ra không thôi nó chích mình một phát là nhiều khi chết luôn á. Ơi, mình hấp thụ được kỹ năng cơ. Wow, ngon. Để mình tiêu diệt nốt mấy con này cái đó. Để em thôi, đang coi kỹ năng gì rồi nó chích mình chết á. Không cho nó để trứng. Ui. Ôi, vô đây. Giải độc, ủa giải hiệu ứng đào chậm. Dễ gì mà hay làm mình đào chậm được. Rồi, và mình sẽ xem coi. Kỹ năng này tên là Water Current Control. Uầy, điều khiển cái gì đó, điều khiển nước hay sao ấy. Mình sẽ coi nó nằm ở khúc nào. Water, đây, Water Current Control nè. Mình sẽ gắn vô thử. Ui, không được, body ammo mình phải giữ lại. Bậy. Đây. Mà mình cũng không có rành về nó lắm, chắc mình phải tìm hiểu thông tin về cái kỹ năng này thì mới biết được mà dùng mới được. Mấy con này đi ra chỗ khác nha, hôm nay mình hơi nóng á. Và kỹ năng Water Current Control này là một kỹ năng phổ biến của nguyên tố nước ha. Mình chỉ có thể tạo ra nước bằng cách chuột phải vào cái khối mà mình chỉ vô. Nhưng mà ở đây là dưới nước rồi, dưới biển rồi, nên mình chắc sẽ không dùng được kỹ năng đó hiệu quả đâu. Mình sẽ loại bỏ nó và thay thế vào kỹ năng Predator của mình để mình hấp thụ. Để coi con boss á, mình có hấp thụ được kỹ năng gì từ nó hay không. Thôi, giờ thì mình sẽ đi tìm những cái con kẻ giám hộ ở trong đây. Mình còn phải đi tìm nó trước cái đã. Đây là công việc muôn thuở luôn á. Rồi, mình sắp tìm được một con hay sao nè. Mình có linh cảm. Đúng không? Không. Không đúng rồi. Kỵ ta linh cảm gì kỵ ta. Thằng này thì sao? Mình nghe tiếng nó đâu bên đây nè. Mình cần một lối đi. Đi lên trên. Rõ ràng mình nghe tiếng nó đâu bên đây nè. Lẽ mình nghe nhầm ta. Đây rồi. Ủa? Ơ kìa. Đây. Lần này thì chính xác nè. Yes, nghe chính xác. Rồi mình sẽ giải hiệu ứng đào chậm đi để mình tấn công nó. Đâu. Ui, nó tấn công đâu á. Mình sắp hy sinh rồi. Ui, khó chịu thật. Không biết là mình có đủ sức tiêu diệt nó hay không nữa. Ngon. Và mình đã hấp thụ được một cái kỹ năng mới rồi kìa. Water Manipulation. Sao mình đào nhanh. Wow, mình hấp thụ được kỹ năng đó cho mình bơi nhanh lắm luôn ấy. Mình được bơi nhanh dưới nước rồi nè.
quá đã luôn. Ngon quá đi, ngon quá đi. Hấp thụ là một kỹ năng chuyên để đi khám phá dưới nước luôn. Như vậy thì còn gì bằng nữa? Và còn tới hai cái con giám hộ nữa mà mình cần phải tiêu diệt á. Mình không biết là mình có nên tiêu diệt nốt hay không ta. Theo như mình nghĩ là nên á. Chắc mình sẽ đi tìm hai con còn lại thôi. Con thứ hai thì tìm hơi lâu một xíu, nhưng mà mình sẽ cố gắng tiêu diệt nó. Con lần trước thì mình đánh mình phải dần cần tới táo vàng á, không biết con này mình có nên dùng hay không nữa. Ủa nó đâu rồi? À không không, tiêu diệt được rồi. May quá may quá. Lần này thì khá là ít những cái con giống như vậy nè, nên mình sẽ không cần phải dùng tới táo vàng á. Mình cũng chỉ còn có hai trái táo vàng thôi. Một xíu về nhà chắc mình phải chế tạo thêm á thì mới đủ để mang theo trong những chuyến khám phá giống như vậy. Đôi lúc nó sẽ cứu được mạng của mình á. Giờ thì mình sẽ tìm nốt cái con còn lại thôi, một con duy nhất nữa. Đây đây đây, nó nằm bên đây luôn. Xong vinh, tiêu diệt nó lẻ thôi nào, giải hướng đào chấm. Đúng là cái kỹ năng Magic Jumping hôm nay phát huy tối đa công dụng luôn á. Nếu mà không giải được đào chậm thì mình sẽ đánh rất là lâu ha. Và tỷ lệ cắt là mình sẽ ăn anh. Đó, gặp nhiều cái con giống như vậy nó tấn công cùng một lúc thì mình sẽ rất là mất lợi thế luôn. Thế là mình phải né nó. Rồi, và kết thúc nó thôi. Xong phim, mình đã đánh bại được hết những cái con giám hộ trong cái thủy cung này rồi. Bây giờ mình cũng phải chuồn thôi. Ai rồi cũng sẽ chuồn thôi mà. Đi thôi nào. Mới vô thủy cung mà mình hấp thụ được hai kỹ năng của nguyên tố nước luôn. Quá là đã. Hai kỹ năng đó đây nè. Một cái là Water Current Control, mà còn một cái là Water Manipulation ha. Quá tuyệt quá tuyệt. Với kỹ năng đó thì mình không cần phải kiểu như gắn vào đâu thì nó cũng sẽ sử dụng lên cơ thể mình á, nên rất là tiện lợi luôn. Chắc mình phải có một chuyến khám phá vô trong đất liền quá. Tại vì tới giai đoạn hiện tại thì mình vẫn chưa có thú cưỡi á. Mà hôm trước thì cái con sói gai gai trên lưng thì mình không có cưỡi được. Cưỡi là nó đâm thủng đít đấy. Không có đùa đâu. Để mình coi coi. Ôi, đừng có dí nha cá mập. Để mình coi coi trong những chuyến khám phá sắp tới mình gặp được cái con nào mà mình nhắm mình thu phục được á. Mình sẽ gán mình thu phục để mình làm thú cưỡi thôi. Chứ tầm này mà chưa có thú cưỡi đó, đi khám phá bị thọt lắm. Vừa ha, mất thời gian nè, mà vừa dễ gặp nguy hiểm nữa. Ôi bên đây mình gặp thêm một cái thủy cung nữa nè. Ôi, what? Ôi, Cái này là mỏ Magic Orb nè. Thời tới rồi, thời của mình tới rồi. Lấm. Ôi đâu rồi? À đây đây. Một cái. Vào to. Lấm. Đâu rồi? Ôi bể rồi, cái màu vàng mình đập ưa bị bể lắm nha. Chạy. Ở đây đây lượm được rồi nè. Không hiểu sao đập cái màu vàng ưa bị bể lắm. Giờ tới cái màu đỏ. Rồi, giải hưởng đầu chậm liền. Lượm cái màu đỏ, ba cái rồi, ba màu khác nhau. Còn có cả màu tím nữa nè. Đâu sướng vậy, tự nhiên ra cái đống Magic Orb cho mình luôn. Mình cũng đang thiếu nữa. Hiểu thì lượm thôi. Rồi lượm tiếp. Còn nhiều lắm. Đây nè, còn cái này còn cái màu xanh nước biển nữa nè. Ê. Làm cái gì? Người ta đào Magic Orb chứ có quýnh các người đâu mà các người đợi. Gì đây? Bình tĩnh. Ngồi xuống uống miếng nước. Ờ con này sao ngồi được? Không ngồi xuống thì mằn thịt ngươi luôn. Bài đặt xuống. Ao. Mình bắn nó. Mình có cung mà. Con cá mập đó nó sẽ gây ra cho mình trái tim biển cả luôn. Ui con đó xỉn vậy. Lúc trước mình tiêu diệt nó nhưng mà mình hấp thụ luôn á nên nó không có rơi ra đồ. Còn bây giờ mình dùng cung mình tấn công nó, nó rơi ra cho mình trái tim biển cả. Mình không nghĩ là nó lại rơi ra món đồ xịn như vậy ấy. Trái tim biển cả thường thường chỉ tìm được trong kho báu thôi, mà bây giờ tiêu diệt nó mình còn nhận được nữa. Quá đã luôn. Mà bây giờ mình đào mấy cái Magic Orb này khó quá. Cứ bị mấy con giám hộ nó cà kìa thôi.
giật lên khó khăn để đào hết magic orb mang về. Còn cái nào dưới này không? Hồi nãy mình thấy còn nhiều màu lắm. Nha, màu đỏ nữa nè. Bữa nay là lại là một ngày may mắn của mình rồi. Ba cái màu đỏ luôn. Còn cái nào nữa không? Nè nè, dưới này còn cái đống luôn. Chưa. Và hình như cái này là một công trình hay sao ấy, chứ không phải đơn thuần là cái mỏ magic orb đâu. Nhiều Reaper vậy. Reaper, dùng cung bắn cho nó mau. Nè, nó có đường vô luôn nè. Thì ra đây là một công trình nè. Ui, dưới này nhiều xương lắm. Nhiều đầu. Có đầu xương đen luôn. Lắm. Đúng là hôm nay quả là một ngày may mắn của mình. Quá đã. Nè, thêm một cái đầu xương đen nữa nè. Lắm. Hai cái. Ở giữa này là... Hình như cái cục này... Để mình tìm coi trong danh sách những cái vật phẩm trong đây nó có cái cục đó không? Nè. Caridis. Hình như đây là cái chỗ để triệu hồi boss đấy. Nè, tên nó của nó nè. Cái lõi Caridis. Thôi, mình sẽ đánh dấu chỗ này lại để trong tương lai khi mà mình đủ sức mạnh cũng như là đủ những thứ cần thiết để triệu hồi boss thì mình sẽ triệu hồi con boss ở đây ra sao ha. Thì ra đây là chỗ để mình triệu hồi boss. Bảo sao xung quanh nó nhiều đồ xịn thật, nhiều cái magic orb thiệt. Rồi đánh dấu chỗ này lại. Còn công việc tiếp theo của mình đó chính là đào thật là nhiều những cái magic orb ha. Hy vọng là đừng con nào lại cà kẹo mình nha. Mình đếm sơ coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi, 9 cái. 10, 11, 12. Thích thật sự. Thôi, mình đào đây. Tới giờ để đào Magic Orb rồi. Dào to rồi. Cất vô thôi. Ui. Cất vô lẹ. Giang ngồi mát lắm. Giờ mình phải cất vô lẹ. Giải liền. Dễ gì mà làm chậm mình được. Đào chậm mình được. Mặc cái giáp cho coi. Tiếp. Hôm nay quả thật là một ngày rất là may mắn ha. Vừa gặp được khỉ cung nè. Vừa hấp thụ được kỹ năng từ những cái con giám hộ nè. Gặp luôn cái chỗ chịu hồi boss luôn chứ. Mà còn được thêm khoáng sản mang về. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi là vài chục cục kim cương thôi. Tham lắm. Vì vậy thì hơi tham á. Nhưng lại thêm thủy cung kìa. Mà phải công nhận là nhiều những cái thủy cung gần đây ghê luôn. Nãy giờ mình đi sương mình gặp ba cái thủy cung rồi. Mình không ngờ là nhân phẩm của mình hôm nay nó lại lên đến như vậy. Bên cạnh đó thì hình như dưới này có magic orb nè. Mình thấy nó vàng. Đúng không? Tại vì mình để ý kỹ lắm. Chính xác. Đây là một cái chỗ magic orb nè. Ôi, có con nào phóng cái gì đó. Có con cầm lên ba nó phóng mình kìa. Mình sẽ đợi một xíu. Nhìn nhục nó một tí đi. Lượm cái magic orb trước. Người thích phóng không? À, nhóc nhỏ. Bắn cung dưới nước luôn cho chiến nè. Đó, giờ có thấy ai bắn cung dưới nước chưa? Mình sẽ biểu diễn bắn cung dưới nước. Bắn cung dưới nước nè. Cung đội với đinh ba nè. Bắn cung dưới nước nè. Đi có ai mạnh không? Mình canh mũi tên cho nó gớt xuống nè. Áp sát nó. Bắn nó nè. Bắn cung dưới nước đúng khó luôn á. Bắn nó nè. Đó, trúng rồi cơ. Một mũi nữa. Này thì nhóc nhỏ hả? Thích bắn nhau không? Đã không muốn cà khịa rồi mà cứ ép mình. Nó không biết là cà khịa là nghề của mình hay sao á. Mình chùm cà khịa. Ok chưa? Bốc vét đấy. Mình bốc vét đấy. Cà khịa toàn ăn hành thôi chứ. Chùm cái gì? Chùm ăn hành thì được. Nhiều xương vậy. Nè, hôm nay mình sẽ đại náo trong hang với những con xương này luôn. Những con xương này. Hôm nay mình có giáp nha. Đừng có nhờn. Reaper đã thách nó nổ chết mình luôn á. Nổ dễ gì chết được. Ui dồi. Ghê chưa. Mình bây giờ là mình hơi bị liều á. Đang hên mà. Nên liều luôn. Rồi vô hang lại gặp thêm magic orb nữa nè.
mình phải đào hết, nói chung là đào hết. Mình phải sớm có được những cái món đồ xịn, thế nên bây giờ gặp Magic Orc là mình phải đào hết, không bỏ cái nào. Đấy, thêm hai cái nữa, bỏ vô bao tử. Bữa nay mang tiếng đi khám phá tìm những cái con quái mới, nhưng mà thật ra giống như là một chuyến đi để mình tìm thêm Magic Orc vậy đó. Nâng cấp vũ khí để trong tương lai còn đại chiến lại với cái con Orc thảm họa kia nữa. Mình cay nó lắm rồi đó. Và có vẻ cái hang này đã hết rồi. Dẫn tới một khe nước lên nè. Để coi thử bằng mai nha. Dưới khe nước có kim cương không? Không có. Nó có cái Magic Orc thì cũng được đi. Rồi, lắm. Chắc giờ đi lên quá. Đi lên để đi khám phá tiếp thôi. A few moments later. Ui, run. Ha, 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 ha. Mơ. Đừng có chích nữa. Đừng. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Băng đèo vượt suối các thứ, giờ thì cũng gặp được đất liền rồi. Oh. Trên đất liền thì mình phát hiện ra hai con vật. Thứ nhất là một cái con Amosaurus, và bên đây là một con sói. Không, chính xác hơn là một đàn sói. Đầu tiên thì chắc mình sẽ farm cái con này trước. Ui, nó miễn nhiễm với cung nữa. Ủa, nó thấy mình chưa vậy? Rồi mình gắn cái kỹ năng hơi thở tê liệt vô. Tê đi cưng, tê đi cưng. Từ từ rồi. Anh cho cưng vô dĩa. Ao. Không rơi ra hả? Nó không rơi. Ôi, mình quên mất là mình đang gắn cái kỹ năng Predator, nên nó không có rơi ra. Bây giờ mình sẽ thử lại nha. Mình sẽ không gắn kỹ năng Predator nè. Mình coi mình có farm được hay không nha. Lần trước mình nhớ là mình có farm được đấy. Hay là mình farm bằng kỹ năng ta. Lần này mình sẽ thử lại nè. Mình sẽ sử dụng kỹ năng hơi thở tê liệt để mình tê liệt nó trước nè. Hy vọng lần này mình sẽ farm được ha. Đó, không gắn kỹ năng Predator là mình farm được nè. Hèn ơi, nãy là mất hết một cái vảy rồi, ổn quá. Rồi, và đây là Die Wolf, một em sói. Em sói này thì mình có thể đặt tên nha. Mình còn 12.000 ma lực mà, rất là nhiều luôn. Nên mình sẽ đặt cho em sói này tên là Sói Ca. Sói tên là Sói Ca ha. Rồi, đặt tên. Nấy, mà đặt tên xong rồi. Vậy bây giờ chuẩn bị có một sự nâng cấp nhẹ nhẹ của em sói nè. Chuẩn bị biến hình đi em. Ủa, biến hình chưa? Ủa, không biến hình hả? Ở đây còn em nữa, thôi mình đặt tên luôn. Anh em Sói Ca. Tiếp tục một em sói ca nữa. Ồ, không có biến hình hả? Mà thôi kệ, không biến hình cũng không sao đâu. Mình sẽ gắn kỹ năng hồi phục để mình chuẩn bị hồi phục cho những em này. Đây, anh sẽ hồi phục cho hai cân. Hồi phục đi. Tại vì sau khi mình đặt tên đó là nó không có được full máu, nên mình phải cho hai em này full máu luôn. Rồi, full máu rồi nha. Trở lại với kỹ năng Predator để một xíu mình có gì mình hấp thụ thôi. Hấp thụ những kỹ năng xịn hơn. Rồi, giờ thì đi thôi. Ui giời, này có thú cưỡi luôn. Mới vô đất liền đã có được hai em thú cưỡi rồi. Giờ mình sẽ tấn công thử con bò. Cắn em. Yes. Trời ơi, hai em này hợp tác với nhau chiến đấu thì còn gì bằng. Đó, tốc độ siêu nhanh luôn. Và khi mà em chó sói của mình tiêu diệt con bò, nó rơi ra một cái loại da gọi là da cứng, hard leather. Mình có thể làm được một bộ giáp nè. Người giáp da thôi mà cộng tới 7 giáp luôn. Wow, áo giáp cộng tới 8 luôn. Lại thêm một loại vật liệu làm giáp rồi. Ướt nè nữa nè. Da cứng ngon. Mấy em sói tấn công đi. Gá lệnh tấn công. Đấy. Có mấy em đệ đáng đồng tiền bát gạo chưa? Tấn công đi em. Đó, vỗ nó. Đúng rồi.
Bây giờ mình đã có được 3 cái da cứng rồi. Em đừng có ăn không? Có ăn không? Để anh biết anh đút cho ăn. À hình như mình có thể cho ra lệnh ngồi nè. Được được, vậy mai mốt mình có thể cho kiểu như ở nhà giữ nhà giùm mình ha. Hợp lý ghê luôn á. Được được, đi thôi mấy em ơi. Đi. Hôm nay mình sẽ cưỡi sói để đi khám phá luôn ha. Ui ui, dưới gốc cây, dưới gốc cây. Nhảy lên. Đúng rồi, tốc độ khá là cao luôn. Mình nghĩ là nhanh hơn cả ngựa đấy. Nè, di chuyển cực nhanh và rất là mượt mà nha. Có lội được không? Ủa sao mất hết em rồi? Chưa 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 chưa, từ 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 từ. Wait a minute. Wait a minute. Một em sói nữa đâu rồi? Ủa hôm nãy mình thu phục hai em xong giờ còn có con em ấy. Lạc sói rồi. Come on man. Kìa. Ủa hồi nãy mình ra lệnh cho em đấy ngồi hay sao vậy? Sao có đi theo mình ta? Rồi hai em này tách bậy rồi. Đừng vậy mà, anh buồn lắm. Đi chung với nhau đi. Follow. Follow, à bây giờ mới là đi theo mình nè. Follow mới là đi theo mình. Ui dồi ôi, mình không đặt đúng lệnh nên mấy em này không có đi theo mình. Lỗi anh xin lỗi được chưa? Hết chuyện cho nhỏ ngồi đó rồi trách nhỏ. Thiệt tình mình luôn á. Như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay mình còn mang về cả thêm hai em chó sói nữa. Trong tương lai thì em này sẽ là những cái người có thể canh ở nhà canh gác giùm mình ha. Rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra thì mình còn mang về rất là nhiều những cái magic orb nè. Đồng thời còn tìm ra được một chỗ trong tương lai mình triệu hồi được con boss khủng nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Mong rằng mình sẽ sớm có được những cái vũ khí mạnh hơn nè. Để cùng những em chó sói trả thù cho những cái người anh em đã hy sinh trong trận chiến vừa qua ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Cũng như Ti xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.